Chào quý cô bác anh chị và toàn thể mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về gia đình các cháu mồ côi đến với tất cả mọi người. Và em mình cũng xin chúc tất cả quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Gia đình các cháu thì là ở đây quý cô bác, ở địa chỉ thôn Nam Than, xã Kim Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Và đây là căn nhà tình thương. Đấy, em mình vào đây kết nối với Mạnh Thường Quân để mà xây căn nhà tình thương cho gia đình các cháu mồ côi. Đây là cháu nhỏ, cháu mồ côi. Đấy, bây giờ em mình sẽ di chuyển vào đây để tất cả quý các anh chị và mọi người có thể hình dung được căn nhà của các cháu. Căn nhà thì cũng đã xây xong cũng như là chắt xong như thế này rồi. Còn cửa và cửa sổ thì hiện tại thì em mình đang đặt, anh em thợ cơ khí vẫn đang làm nhé, vẫn chưa được hoàn thiện. Cũng như là căn nhà thì cũng đã xây xong hoàn thiện rồi. Nhưng mà còn là cửa với lại cửa sổ quý các bác ạ. Hiện tại vẫn chưa xong hoàn thiện nên là gia đình vẫn đang nấu ăn ở bên ngoài. Khi nào làm xong hoàn thiện thì gia đình sẽ đi vào trong nhà để mà nấu ăn trong nhà nhé. Gia đình thì nghỉ ở đây. Đấy, cũng như là ở trong cái láng này. Không biết là gia đình nhà đi đâu rồi. Chắc là đi lấy rau lợn rồi. Cái này nhà thì lán thì cũng rất là tốt nhé quý các bác ạ. Đấy, lán xong rồi. Đấy, rất là đẹp. Mẹ cháu đi đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi? Hả? À? Đi đâu? Không biết à? À. Không biết là mấy em đi đâu rồi. Cắt chi cắt cha này bè. Ừ. Đấy. Bà ngoại các cháu thì đang lấy cái chuối. Có khai nhân là có cho trẻ xếp là nhờ cắt chi cắt cha à? Ờ. Đấy. Bát thì đang dọn dẹp. Đấy, dọn những cái cành cây cũng như là cành chuối ở đây. Đấy, chuối của gia đình thì cũng khá là nhiều. Đấy, bây giờ thì cũng chặt cho lợn ăn gần hết rồi. Đấy, còn mấy cây nhỏ nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà mấy hôm trước kia thì em mình cũng nói với gia đình để mà trồng thêm cây chuối rồi. Hiện tại thì cũng trồng mấy cây chuối ở dưới bờ sông. Đấy, khi nào phát triển thì giờ thì các em mới bắt đầu để mà cho lợn ăn quý cô bác ạ. Em Hoa đi lấy rau lợn này. Ừ.
con này cũng đi lấy rau lợn về. Rau của gia đình thì cũng nảy mầm hết rồi. Bây giờ thì rau thì nảy mầm hết rồi. Không lâu nữa thì gia đình sẽ lại tiếp tục có rau để ăn. Khá là đó. Con lợn này thì nói chung bây giờ cũng khá to rồi, chứ có bắt. Lợn bản này thì nuôi thì phải nuôi 1 năm mới to được, cuối có bắt. Phải nuôi 1 năm thì mới trưởng thành được. Bây giờ thì vừa mới lớn như thế này thôi. Bây giờ một con chắc cũng phải hơn 30 cân gì đó, 30-40 cân gì đó. Mà con bên kia thì còn rất là nhỏ. Bây giờ vẫn nóng quá này em Răng nhỉ? Nóng quá thì em đợi nguội nguội rồi cho ăn. Nóng quá thì lợn nó không ăn được. Cứ để một tí cho ba con bên này. Lợn thì toàn lợn bản thôi. Con này là con nhất. Con này lúc trước em định mua ba con này thì cùng mua một đợt, nhưng mà vì là con bên này là nó khác, còn hai con bên này là cùng một đàn, nên là bây giờ nó lớn, một con to một con bé. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay thì em mình vào đây thì cũng chưa biết phải làm gì. Đấy, vì là hiện tại thì xi măng thì cũng đã hết rồi. Xi măng thì hết rồi nên là cũng phải mua thêm nhé quý các bác. Xi măng phải mua thêm. Mọi cái thì cũng đã dọn dẹp hết rồi. Đấy, dọn hết dưới này rồi. Và những cái dưới này thì cũng như là gạch mọi cái cắt thì cũng đã dọn hết. Em Lý và em anh đi học hết rồi em Hoa? Dạ, hai em kia đi học hết rồi. Đi học hết rồi. Cát thì cũng chuyển lên trên này hết rồi. Đây là một đống cát cũng khá là nhiều cùng với bột đá nhé. Đống cát này thì vẫn còn khá là nhiều nên là sẽ dùng để mà lán sân. Với lại láng xung quanh nhà nhé. Đấy, còn gạch thì cũng còn rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Gạch thì còn khá là nhiều. Cắt thì cũng khá là nhiều. Đấy, trong này thì cũng khô hết rồi. Đấy, mọi cái thì đều rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong nhà một tí để cho cô chú anh chị có thể nhìn thấy căn nhà đấy. Trong này là nhà bếp đấy. Trong nhà thì cũng khá là sáng đấy, vì là có rất là nhiều cửa sổ ấy, có nhiều người, nhiều cửa sổ, với lại cửa thì cũng rất là rộng nên là khá là sáng đấy. Bên này thì cũng có thêm cái cửa sổ nữa nên là rất là sáng đấy. Mọi cái thì rất là sáng, và nhà của các cháu thì đặc biệt là cao. Đấy, 3 mét rất là cao và thán nhé. Đấy, rất là cao luôn. Đấy, em mình sẽ ghi hình đấy, tất cả để cho cô chú anh chị có thể nhìn thấy. Căn nhà rất là cao và đẹp. Căn nhà thì rất là thoáng nhé, rất là thoáng. Với lại cái nền xi măng thì lán rất là tốt đấy, cho xi khá là nhiều đấy, cho xi khá là nhiều nên là sẽ không bị bong, sẽ rất là chắc chắn và kiên cố.
Ở đây tất cả mọi cái thì đều làm xong hoàn thiện hết rồi. Tất cả mọi cái thì đều làm xong. Rất là sáng. Trong này là nhà tắm với lại là nhà vệ sinh. Còn đây là bức tường để ngăn cách cái nhà tắm với lại nhà vệ sinh nhé cô chú ạ. Thì còn những cái công trình phụ như là làm bếp lò với lại bếp nấu ăn thì sẽ làm ở trong cái khu vực này. Đấy, trong cái khu vực này thì đấy, sẽ làm ở đây nhé, sẽ làm ở đây. Những căn nhà thì em mình cũng đã đi qua rồi nhé, các chú anh chị có thể nhìn thấy hết rồi. Đấy, căn nhà khá là kiên cố, chắc chắn. Nhà xây mà, nhà xây rất là đẹp. Bây giờ thì nói chung là nhà của các cháu mồ côi là đẹp nhất. Đấy, đến nhất cái xóm này rồi. Hiện tại trên đường nên là phải lấy cái này để mà che vào đây. Và một tí thì em mình sẽ đi mua khoảng 10 bao xi măng nữa. Vì là hôm qua ấy, thì cũng có chú Bình Hồ, cũng là một người mạnh thường quân, cũng có nói với em mình là đi mua thêm 10 bao xi măng nữa để mà lán sân. Nên là em mình sẽ đi mua nhá. Bây giờ thì không biết làm gì đâu. Mình là không có xi thì sẽ không biết làm gì cả. Đấy, đi mua xong xi thì sẽ cùng với các cháu để mà trộn xi măng rồi là lán thôi. Vậy là hiện tại thì cái sân thì cũng rất là bàn phẳng nên là cũng không làm nhiều gì cả. Chỉ cần trộn xi măng rồi là lán thôi. Đấy, lán rất là nhanh. Với lại cái này thì hơi cao một chút. Cái đất này hơi cao thì chắc là sẽ bỏ các cháu đào lại một ít ở đây để cho bàn phản vào cái sân đó. Rất là đẹp rồi và hoàn thiện rồi.
em cứ làm việc nhé. Anh đi mua xi măng, tí chiều mình làm cái nền nhé, làm cái nền sân đấy. Làm việc cẩn thận nhá. Để anh về trước nhé. Thì anh mua được xi măng thì anh gọi ra hộ anh nhá. Anh mua được thì ra đường giúp anh chuyển vào. Đấy, bây giờ thì em mình sẽ đi mua xi măng nhé, quý các bác. Đấy, xi măng thì còn mỗi 2 bao ở đây thôi, với lại một nửa bao ở bên này. Đấy, bây giờ thì cũng đã hết rồi. Bây giờ cũng là buổi sáng sớm thôi. Đấy, còn rất là sớm. Sáng nay thì em mình cũng từ nhà vào đây vào rất là sớm. Thì cũng vào kịp ở đây. Vào kịp buổi sáng để mà ghi hình. Đấy, rồi là em mình sẽ đi mua xi măng. Một lát nữa thì sẽ chuyển xi măng cũng như là lán cái sân và đằng sau nhà. Đấy, quý các bác. Và em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em Bình, cũng như là ủng hộ cho các cháu mồ côi có căn nhà mới để tránh mưa tránh nắng, để tu trí làm ăn. Em Bình xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì em Bình cũng xin phép khép lại video để em Bình đi mua xi măng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vòng Cao. Xin chào.